Bôi bị gì bôi rồi chú tứ vô bôi chú tứ rồi, rồi đảm cá chú cho ăn cũng vẫn bình thường. Giờ nó chỉ đâm đọt chứ. Bữa ông kia ông kêu là nó phải xì mũ thì nó mới bự cái cây được, chứ còn không xì mũ nó thừa đảm mà. Ừ. Nó phải mập lên chứ. Mập đó. Ừ. Ăn mà chi giờ nữa cái trái á. Cái trái của nó dày lá trái nó mới nuôi được, nó không ít cái bị cháy. Còn mà cái lá mà nó không có được dày đó nữa nó nuôi cái trái đó. Cái nó rút riết rồi nó cháy lá. Thì mình nói thẳng cũng như đàn bà ấy, xanh vậy đó. Đúng mấy bà nào mập mập cái bả xanh ra có mất sức đâu. Con bú tròn vo luôn, đứa nhỏ bọn vo. Còn mấy bà ốm bú mấy bả giúp mấy bả gồm luôn. Bú hút mấy bả luôn. Bắt phải lá phải cho già, đất cho khô. Cái đọt nó xèo mà đất ướt nhẹp là xịt bây giờ mà cút cầm lồ bây giờ có ông ra. Đúng rồi. Đó, lá được không vậy đó là nó mau ra chú quẩy á. Nên nhớ là kỳ đó như đứa nào nó quay là chú quẩy lá vậy là không ra. Để vô khoát một lấy giọt cái vậy đó. Đúng cỡ này nè chú. Ừ vậy đó. Vậy đó. Thấy ngon đó. Nhưng mà kẹp vào chút là phải xiết nước đó chú Bình ơi. Hả? Hãm nước lại cái khúc đó đó. Sau khi mình lên mầm á. Ừ. Không chú phơi vậy là thấy màu cổ nó rồi nước vậy chú không có sợ rồi. Đẹp. Ừ. Kỳ đó như quay mà chú quẩy ai ta? Như quay á. Con quay hả? Dạ. Hèn chi dây là tá vậy đó. Ủa như chứ như khu vực của mình, chú Bình. Vô mầm hả? Bây giờ như khu vực của mình á. Ừ. Là dự kiến chú xem cái cơi này rồi nửa cơi nữa mới làm bông hay là chú bây giờ nó ra cái này mà chú phải dự đoán chắc tháng cuối 9 tháng 10. Yêu cầu lá lụa về chú mới chơi được. Tháng 10 âm á đúng không? Chứ tháng 10 của mình á. Chứ còn không phải tháng 10 tay nghe tôi chơi theo cái tháng mình à. Này hơi thừa lá rồi đó. Dữ rồi, dữ thụ rồi. Thừa lá, tốn mới tiền lá nữa. À, dạ hả? Em đủ hết cây nữa chú Bình, chưa đâu. Nếu mà lá chưa đủ rồi cho nó cây nữa. Coi Thái nè. Thái này nó cũng hơi tăng tăng à, nó cũng chưa được. Trời ơi, mới gãy thèm phân lắm rồi, tôi chờ cho nó so cửa, tôi mới quánh trận nữa nè. Quất cây nữa là nó bùng cái này đó. Chờ nó so cửa là tôi quánh một trận này là 1 ký hô mít nè. 5-6 lít đậm cá nè. Cho một phi hả? Ừ, cho một phi đậm mạnh rồi. Mình để cho nó so cửa lại đó, mình mấy quất nó một cái rồi mình bỏ luôn. À, nó đều nhau đúng không? Ờ, cho nó đều cái, quánh đậm quá cho nó đều. Cây nào không bung là nó ép quá, nó cũng bung. Ừ. Mùa này thôi chứ nước đâu có cần tưới thôi chú Bình. Không. Cưng hẳn. Tưới chi? Vài bữa đã mưa nữa rồi. Lá xanh đen luôn á. Ú, phi. Đó cây của con tôi bữa nay lên ngon lành chưa? Năm rồi ông không theo chú đúng không? Hả? Đang gần nước phía dưới rồi. Ừ. Tới phần đó. Thấy mày thấy chưa? Thấy. Ừ, để giỡn á. Bên này là chú chiều cho con chú. Cho nó một lít bây giờ năm nay tôi bao tôi phần thuốc của tôi không đó chứ năm rồi nó có được đâu. Ừ, vậy nè. Gì? Đó, bị gì trái này nè mày lưu ý. Thân mà nó tới chỉ là nó vậy nè. Gì nước dữ vậy hả? Ừ. Ở đâu? Hả? Đó, đó. Đừng bữa, cái. Bữa nụ nó cũng tét vậy đó. Này nè, nó liền lên nè, sao? Nó liền ở trong nè, nó nứt mấy gai nè. Như vậy là nó mới tới phân. Còn mà nó không nứt như vậy là không có tới phân. Ừ, nứt mạnh quá, như cửa này là con thấy là phê nè. Ờ, à, vậy là nó ngon, cái này nó hơi nhiều. Ờ, lúa rồi đó, nó lầy chứ. Hả? Hảm đâu, rồi chứ. Đâu có sợ. Đâu có bệnh biết gì đâu có sợ. Đó, bóng cái đầu đó. Có bông à, cái ra bông lá luôn. Ừ. À, cái này chắc nó cũng muốn lắm rồi nè chú ha. Ừ. Không cắt rồi nè, không ra lại nè. Ừ. Đó đó. À, thấy chưa, của con nhỏ giờ thấy chú thấy con nó ngon lành chưa? Con cũng đang cắt đó chị. Ngon chét ha. Ờ, giờ nhỏ mừng. Năm rồi nhỏ tứ phát lo đó. Cũng cho tưa tải rồi. Nó nghe lời người ta, nó không chịu nghe lời tôi. Hai cha con mà bởi nó cãi đi theo ta con là của con à ông là của ông đi chủ ở cùng luôn hả chú Bình hả chú với con chú ở cùng luôn mà ổng theo chú hả ừ đó là năm rồi nhỏ con mấy chục trái rồi nó nghe rồi nó vớt luôn nghe bó đó anh đủ nghệ nè anh đủ nghệ với ba nè chú Bình hả anh đủ nghệ với ba chú em đủ nè mỗi ông mỗi chịu quá ừ nè nó quăng nhánh này của tôi đụng nhót ruột luôn mất vậy chịu à? Chịu bạc tôi không tức nữa nè nó gió gõ đưa nè bốn trái hả bốn trái thôi nó một cổ trên đó đó
cây kia nó bị đưa đưa, đang phục hồi hả? Thực tế nhỏ mình quay xu chiều gì nói đẹp hả? Vậy sao tưởng nó quay vậy chắc nó chói nắng nha. Dạ, nó ngược sáng. Khống chế cái dàn đọt nó đồng đều lại nó là ngon rồi chú. Giờ nó cũng đang lơ cỡ tùm lum nè. Đâu mực số mư tôi quá nói với mày rồi. Xịt đọt cái dàn một phi 250 gram, một ký 4 phi, xịt vài lần hơi tốn á nha, tốn công xịt nữa. Không có thì xịt sao vậy đó. Đủ ông chèo đi ông xịt thôi, đúng rồi, xịt sau lại quậy nó vô sau cái quỷ nó luôn. Trời ơi đâu mà xịt lé tẻ chết luôn á. Đã không được. Có gian thuốc là chiến nào cũng phải ghé ảnh ra. Đúng thực tế luôn nha, mình thấy cũng mê nữa rồi ngay. Bởi mày nó dạ? Trời ơi so đủ với ổng làm gì lợi ổng. Ổng ẩn thằng nó tối càng ngoài giường không à. Nó tối giường lắm. Ổng ẩn rồi này, nó ngồi chỗ này đi. Cái này là khi nào mà trước khi mà vô lăng vô ấy là chú dọn sạch hết cái này luôn một lượt hay sao chú Bình? À, trời, thổi. Thổi lá luôn hả? Thổi. Như vậy là tới chừng mà gần tới mà hành thôi giờ đâu để nó cao nữa, nó lên hơi hơi như là quất nở rồi. À. Quất bánh hay chăng. Cái đây bắt đầu nha. Cái này là mình bắt đầu mình rải thành cái này được chưa chú? Cái này đi. Vậy cái này chưa ấy, cái này là nói vào thành DAP. DAP trước thành lăng. Thì mỗi vùng mỗi kiểu mình có vùng thì họ không thích DAP thì họ vô lăng cũng được. Nhưng mà đúng là cỡ này bắt đầu mình rải đi từ từ cái xịt. Chứ còn mà bắt đầu vô cỡ này mà rải thì hơi tốn, nó lâu á. Nó non quá, nó dài như trong này là lâu lắm mà tốn tiền chết luôn à. Tốn, nhiều anh xuống anh nhìn chưa ra được, anh cỡ này là bắt đầu anh muốn làm bông thì không được, cũng được, đó. Cũng được nhưng mà phải tốn xịt, tiền. Xịt tới mấy cử lần. Trời ơi, tốn tiền lắm. Chở tới xịt là... Bỏ tay giận là vậy đó, sao kỹ cái vừa là gái lá lụa vậy đó mới được. À, thế nên là như... Những cô chú nào mà gần gần đây thì muốn theo cái cách làm của chú Bình thì mình cố gắng mình cập nhật cho mọi người xem luôn. Dù anh bên Vĩnh Long á chú, trong bữa không ở bên Vĩnh Long, qua đâu có được, xa quá đó. Mà cứ xin số thì thật sự không biết ông đó là ông nào luôn á. Nhiều khi xin số chú Bình á là để qua, nhưng nhiều khi kêu cứ qua đi có địa chỉ đó. Đúng. Cuối cùng là nhiều ông cho xong mà ông lại gọi. Gọi rồi không thật anh đâu, không mệt mình. Đó tôi thấy tình trạng như là tôi nghiệp ông Công rồi ngày với ông Thai. Trời ơi đủ mà nó chưa có gì mà nó bắt mình xịt quả nó chở lên cái đùng đùng phân thì dập. Có bốn mấy gốc mà 120 mấy triệu, trời ơi lắc đầu luôn, tôi nói là lắc đầu. Có là bông không hả chú Bình hay sao? Hả? 120 mấy triệu hả? 120 mấy triệu tới bán luôn á. Được mấy tấn không biết? Trời có mấy tấn gì à? Đó thì nặng quá. Bởi vậy mình mần vậy thì tính nó có lợi bao nhiêu đâu, cực khổ cũng chết luôn. Hết mất hả? Hả? Tính là hết mất hả chứ. Là ví dụ được giá 40 ngàn cái còng nữa cái lũ. Bởi vậy 4 tấn. Cái gì mà nó gãy viết ra vòng ba cái phân mà hữu cơ diêm nó gãy cái mũ nó nhìn thấy nhờ cái lọ nầu vậy đó. Nhiều quá. Nó gãy chứ nó đâu có tứ. Nó gãy mà. Nó gãy mà thấy nó đóng như lọ nầu đừng thui chứ. Tháng 10 mới làm hả chú Bình ha? Chắc ăn. Mình giờ mình nhiều anh mà chưa nắm kỹ thuật thì cố gắng làm thuận mùa đi. Thuận mùa đi nó dễ ăn. Chứ anh mà chưa biết mà cứ đòi làm nghịch mùa á. Là mình lại không đỡ được. Làm chắc thấy người ta đại mình cũng đi đại nhưng mà mình không hiểu là thua rồi. Đổ tiền cho đó phải mà rẻ. Nổi mà tới chừng mà thu ra phân suốt một bữa tôi xịt đen là một cái bào bình lớn nè. Là một bao vậy là bữa thay ngồi là đủ tiền nó ra mình thấy đủ tối mắt luôn, đâu phải mà ghẻ đâu. Đúng rồi, phải ép nó. Em mà có bê cung ký nè, mực số mương ký nè, còn mấy thằng kia là nửa ký, bấm trời không, xúc sâu gậy, trời ơi. Xịt vô rồi một cái nghe dòng gông ghéo mẹ gì nó lột, chết tiêu mẹ. Nóng hả? Ừ, cùng với ông có đủ không? Không biết cái ống đủ để gông quá trời quá đó. À. Sực nó vô nó nóng chết ra cả. Nóng quá đó, nó tắm vô cây nha. Dợp luôn á. Tắm vô cây nha. Chốc cả trời không còn gì. Thì chú Bình có người nắm nó không?
Hả? Thời điểm mà dưỡng dưỡng đọt này, này chú Bình có xịt ngừa nấm cho hàng sầu riêng có chứ, có chú xịt Aliphos 640 đó, kiểu mấy đợt dứt mấy đợt hiện tại thì nó một đợt như vậy là mới xịt hôm qua nè. Aliphos Rigomin chút nữa vô tôi chỉ ra ba cái vỏ một đống ra anh động kìa. Hôm qua là quất hết coi 6 phi, mỗi bữa 5 phi, qua quất 6 phi xịt luôn con con 2 tháng một cử. Một cây vậy đó. Tốn lắm á, cái phần tiền làm dữ lắm chứ không phải ấy đâu. Còn anh không ấy thì anh ấy hình web. Tốn thì tốn thiệt á, nhưng mà nó đỡ khi mà nó bị bệnh ra rồi, nó lộ ra rồi là mình lại tốn cái tiền đi bôi với lại đi cạo. Thật sự cái đó vẫn xử chú được. Chú mà bị hai cây là tức vậy mà còn bị hai cây đó. Vẫn xử được chứ không phải không được đâu. Cái việc đó là gần như nông dân nào cũng giải quyết được, nhưng mà phải điều chỉnh cái lượng phân nữa chú, trước khi nó xì mũ rồi mà cứ yên đạm đẩy vô thì nó lại là tại quầy luôn á. Mà chú không sợ chú bôi bị gì, chú bôi chú tứ vô bôi chú tứ rồi đạm cá chú cho ăn không vẫn bình thường, giờ nó trở nên đâm đọt chứ. Bữa ông kia ông kêu là nó phải xì mũ thì nó mới bự cái cây được, chứ còn không xì mũ nó thừa đạm mà. Nó phải mập lên chứ, mập lên. Đâm mà chi rồi nữa cái trái á, cái trái của nó dày lá trái nó mới nuôi được, nó không ít cái bị cháy. Còn mà cái lá mà nó không có được dày đó nữa, nuôi cái trái đó cái nó rút riết cháy lá. Thì mình nói thẳng cũng như đàn bà xanh vậy đó, đủ mấy bà nào mập mập cái bả xanh ra có mất sức đâu, con bú tròn do luôn, đứa nhỏ tròn do, còn mấy bà ốm bú mấy bả giết mấy bả gồm luôn, bú rút mấy bả luôn, không phải chuyện dở. Thì vậy thôi, lâu lâu với chú Bình. Nhưng mà chú Bình, ví dụ như mình vô lăng xong, vô DB xong, em mà vô lăng như cây này chú Bình vô khoảng bao nhiêu ký? Lăng hả? Lăng á. Lăng chú vô mà năm nay là năm rồi 5 ký. Năm nay mấy cây bự 6 ký. À dữ vậy hả? 6 ký không chừng là mấy cây nhỏ thì 5 ký, 4 ký tùy thôi mình. Rồi vô cái khúc mà sau lăng đó rồi chú vô 12, 11, 18 á thì là chú bỏ khoảng định lượng khoảng bao nhiêu? Không, chú theo thường là một cây nó nửa ký mà chú hạ tiện. Hạ tiện là chú làm có 300 gram. Cũng được. Chú làm tứ. Chú tứ nó đều hơn cái hàng giải. Cái đó là cái dằn á anh Đủ, dằn lại là dằn cali chứ mà mình gãi vậy nè, rồi cái đường cái đó mình phai đất rồi cái đường đất cái nước nứt á, cái hộp phân nó lọt xuống đó ngay chân cái rễ, cái tiêu mẹ cái rễ rồi phơi đất đó mà nó nóng mà nó không tan. Làm biến bỏ vô máy nén luôn được không, máy phun luôn được không? Cái làm máy ấy trời ơi, nó kiểu như cái ông trường ông gì không được coi làm kiểu đó, tứ bạn dằn nén mới được, chịu khó bằng ăn gì mình phải cực khổ mà cho nó kỹ lưỡng. Chắc ăn con là ngựng cộng dây. Vậy đó, làm chịu khó mà làm vậy đi. Khúc đó thì mình chỉ phía ngoài thôi, chứ mà nếu mà vô cái hệ thống tưới là nó bị nó buông đều hết. Gặp mương thì nó quăng xuống mương chẳng rồi. Khúc đó mình chịu khó mình có cái dùng ngoài ta đất ta liền. Dạ. Người ta chơi cái đó có đó được. Hả? Có thể ta chơi được ha. Đất liền ta chơi được. Không như của mình không có mương rảnh đâu, quăng xuống mẹ mương uổng tiền không. Nhưng mà vô xong rồi vẫn tưới nước nha. Tưới vậy? Tưới rồi là thí dụ tưới buổi sáng buổi chiều xả đó, nó thẳng vậy đó. Nhiều anh vô xong là anh kêu người vô rồi để cho nó cháy rễ, để cho nó ấy, nhưng không phải, nó dẫn cái mạch lăng đi á là nó mới tạo được cái mầm hoa. Mà nhiều anh vô xong cái tưởng để cho nó cháy mới rễ gãi lăng là từ trong đó là bỏ ra cả này chứ lăng thước. Hả? Bỏ thước gãi mà này không à? Ngưng bỏ khúc ngoài thôi đúng không? Gãi lăng lăng là gãi ngoài đó. Gãi nó thí dụ nó ở đây nè, ra đây ha, bây giờ cái rễ nó ăn ra tới đây rồi nè, phải gãi bung tới đây nè. Vẫn rải lăn ra khúc tới ngoài đó. Hạn chế bộ rễ nó mà. Không cho mày đi mà. Rễ nó ăn cái thuốc này hết trơn rồi. Năm nay thử cái vụ mà chừa cái cành bơi ở dưới để mình cắt thử nó hiệu quả không? Kinh nghiệm hồi năm gọi thì chú rải chú rủi cho không có chừa như bển. Rồi năm nay mình thí điểm hai bà clip nó chú mần mình vườn chú ngồi suy nghĩ cắt ở bên đây. Chừa hai clip bển để thử coi làm sao. Nhưng mà coi chừng là nó ra ở dưới, ở trên không ra. Chú cắt là nó ra ở dưới nhiều, ở trên nó ngưng nó đỡ. Nó ra trên mà trước dưới ra bông rồi ra dàn trên trước. Trước mà nó ra ngoài đọt trước nha. Để ý ngoài đọt nó ra đúng không? Đọt đó nó phải nó ra trong này chứ mình thấy không, nó ra ngoài đó. Ra ngoài đó rồi bắt đầu ngoài đó có phải không? Bắt đầu nó vô hẳn tới từ từ nó mới nhảy ra. Như chú Bình có hỏi này, bây giờ mình chỉ cái khúc mà muốn tạo hoa rồi thì mình có quanh quẩn ở hai cái thành phần cao đó là thằng lăng với thằng cali thôi, thằng hãm đạm lại một chút, vẫn có đạm nhưng ít thôi. Đúng rồi. Nhưng mà lăng với cali là xịt với kích với rải thì hàm lượng nó cao, cái khúc mà kích hoa
Thì MKB là có một cali nhiều, nó tới 34 cali đó. 34 lần 52 lần. Đúng rồi. 34 cali. À. Cái đó thì cái đó thì nếu mà cây mà không ra nữa thì xịt luôn vàng vàng lá nó nữa. Đâu? À. Chụp à? Hả? Trước chụp nó trước à? Xịt trước hả? Chụp nó chân. À, là cấn nó bón à, thuốc luôn y à, vậy chú lá ở ngoài trước nó à, lẹo đầu rồi mới tới vô trong à, chú tới ở ngoài ướt nhẹp chân rồi vô trong là bắt đầu chú tới đó chứ à, theo mấy cái nhánh thân cây rồi chú tới chú gà tới chú ướt hết cái thằng hai thằng đó mà cái bê là nó không có bị rụng lá không còn ví dụ mà anh chơi thằng nhít lên thằng ethylene hay là thằng bắc loa là nó bị tuột lá đó ừ, mà nó nóng quá đó cái này mình chơi cái đó thì khi mà mình muốn mà sau khi nó nhú mấy cua xong mình muốn đi một cơi á thì mình chủ động mình đi được. Nếu mà anh đem anh chơi hàng bắt lo hoặc là hàng kia nữa, hàng cao độ hơn nữa thì cái lúc mà anh muốn đi cái cơi đó là nó khó lắm, nó điếc mất cái hạt gạo đi ừ. Đó thì thường mấy anh ở trên Tây Nguyên anh sẽ chơi lăng kali rồi ừ, sau đó là nó cây nó đứng rồi thì anh muốn đi đọt thì anh vú mấy cua xong á anh đi đọt thì anh đem anh nước mạnh là nó nhổm đọt. Còn cái nhiều anh với miền Tây, nhiều cô chú miền Tây á nó nhú ra rồi muốn đi đọt lại nó không đi được, nó bị dướng vào cái thằng xịt quá với lại dính bắt lo nó không đi đọt được cái mình bị phát lo đó, phát lo đó mình bị động mất ừ. Đó, thì mỗi cái mẹo đó thôi, còn lại là khi mà nó xả gần xả nhị cứ không đi đọt và yếu nước là được, nước có nước nhưng mà yếu yếu thôi ừ. Năm nay theo chú Bình đi thì mừng hên xui bây giờ mừng sao rồi do già Phật cho mình ăn rồi giải đất cho mình ăn chứ bây giờ biết sao nhiều khi mình nói vậy thì giờ này làm chúng tôi thắng sao đúng rồi nhiều khi tưới xong cái gặp mưa mấy cây gì đục cũng lắm lộn tôi bị mưa đó à, mình cứ làm y xong cái cuối cùng lên gặp mưa nó trội cho 3 cây 4 cây liên tục năm rồi tôi bị đợt với ông Khá đó có đợt bỏng vuốt bỏng thì tôi mà này cũng ra lú ra nhiều lừ hết trơn ống xương bông một cái rồi sáng ngày vô không thấy tay cho tôi gây gào tí rồi rung rồi nó rung rồi có không không tôi mừng bình thường bắt đầu tứ nữa tứ lại cho nó tứ lại à, kích mày vô nữa vậy là chú thu sau của anh Khá một nhịp đúng không ở à vậy là chú làm có sau. Có cái cái trước à có cái trước cái sau à, cái à, à, cái đợt đó gì mà tôi xịt rồi nó đi cái đó gì mà nó ra lại à nó lại tiếp ra tôi à, tiếp cũng ra nữa tôi không bỏ tôi chạy luôn tôi lỡ là đụng leo lưng cọp này à, ơi, chơi, tao không ấy tao cũng chết tao đụng mày giờ leo hết chạy nhưng mà năm nay cố gắng làm muộn tí cho tại cũng thấy nó báo mưa hơi dài à, báo mưa dài tới à, tháng 12 mà còn báo một chút kia cho nó con ở chảnh thì nó đi theo cái nhịp là theo sau mưa đó tại vì của con đó là mới có một cây à, để thời gian rồi bắt đầu cái nó ra nửa cây kiểu như chú rượu vậy rồi mới xuống DV với lân như chú gì đó à, chú ở đây trước con thì chắc lẽ sao chú ở trên đó vô như chú Bình này chắc ăn quá coi ra coi luôn, theo cái đọt của nó mình làm chứ mà mình thấy người ta giải cái tóc đọc ngon sẹo vậy cái mình tóc mình giải theo nữa là à, mình chào máu mình chết luôn à đặt nhịp đó ừ, lộn nhịp đó là mình thấy câu theo cái cơi đọt ở cái cơi đọt hồi nãy là chỉ mày đó ừ, chứ mà mình thấy người ta là làm vậy cái mình nhào vô mình cũng hốt hơn cái mình gãi nữa rồi mình chặt gãy cổ ấy ông hàng xóm rải lăn vô cái ừ tao rải mai tao rải mình cũng chạy ra mua rải là tập lắc ừ chết liền coi cái cơi của mình đó ừ, là cái cơi đọt cái đá của mình cái nhịp á ừ, cái đó là cái mẹo đó cái khiếu mà để ý cái cách mình nhìn cái cơ vậy chú Bình ờ à, đúng rồi mình nhìn cái cơ rồi mình nhìn đất của mình coi khô hay là ướt à, vậy đó à, kỳ đó nhỏ cháu nó quay ngoài rồi tôi nó theo nó hỏi ông Bảy rồi tôi ngồi tôi ghé tôi ra công nhận rồi hay được tự nó khiến ra hỏi ông rồi nó cậu nó hỏi nó hỏi bà có người ta hỏi chú tại sao mà chú xịt đó là một lần ra mình ta xịt 5-10 lần nó không ra cáo ra nó nói là đọt phải lá phải cho già đất cho khô cái đọt nó xèo mà đất ướt nhẹp là xịt bây giờ mà cút cầm lộ giờ có ông ra đúng rồi cái đó là tôi mình nói hết ra cái người dân mà họ có vườn thật á họ để ý kỹ kỹ tôi để mấy là hơi mà hơi nhặt chặt là tôi để dữ lắm đúng rồi tôi mò chứ có ai đâu mà chỉ dạy chỉ tôi học có ông đo ông đệ để... ông đệ là trận đọc bằng nước với chú Bảy với chú Rê với chú Thiết á Thiết là người nắm nè để là đi mấy cua làm bông à, để là hãm đọc bằng nước